Hello, xin chào cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Sip mọi người ơi. Bây giờ là Hana đang đi bộ từ nhà Hana đi đến cái khách sạn mà Hana book cho cái anh khách đó. Thì bây giờ là hai anh em, bây giờ đang là 8 giờ 15 sáng ở Sip và hai anh em đang chuẩn bị là ăn sáng. Ăn sáng xong thì 10 giờ thì xe của công ty bất động sản sẽ đến đón hai anh em đi khảo sát dự án ở Limassol và Bafos ngày hôm nay. Thì do là khách này á là tự làm visa để sang ship nên là Hana hẹn với nhiều công ty bất động sản để cho anh đi khảo sát để cho có nhiều cái sự lựa chọn đó mọi người. Bây giờ thì Limassol ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn nha. À, sáng nay nó mát mẻ lắm và nắng nữa mọi người. Ngày hôm qua thì vừa mới mưa cơn mưa đầu tháng 10 cho mọi người xem Limassol nha. Đó, buổi sáng tại nhà mình là đối diện biển. Bình yên vô cùng. Hay cái khách sạn ảnh ở đây nè. Mình bút gần nhà mình để cho dì tiện chăm sóc của mọi người. Chắc là ảnh xuống ảnh chờ rồi. Thôi bây giờ mình đến ăn sáng với khách hàng và chuẩn bị đi nha. Mời mọi người cùng theo dõi cái hành trình ngày hôm nay của Hana nhé. Đây, ăn sáng ở đây. Khách sạn ở đây. À, ngày qua là ngày Dependent ở ship. Ngày 1 tháng 10. Có rất là nhiều anh chị gửi tin nhắn về cho Hana để hỏi về cái chuyến đi khảo sát ở bên ship cũng như cái chi phí mà để đi khảo sát bên ship là bao nhiêu. Thì sẵn ngày hôm nay trên cái video clip này thì Hana sẽ chia sẻ luôn cho mọi người nha. Thì thông thường á là những cái chuyến đi khảo sát á, là sẽ do công ty bất động sản bảo lãnh, bởi vì á, là đảo Sip và Việt Nam mình thì không có cái công ty lữ hành nên là Sip không có cấp visa du lịch tự túc, nên là mình không thể nào tự đi du lịch để qua bên Sip để mà khảo sát cùng kết hợp với du lịch luôn được, nên á, là mình phải thông qua một cái công ty bất động sản để người ta viết một cái thư mời để mình đi công tác ở bên này 4 ngày 3 đêm. Thì cái tiền vé máy bay á, thì khách hàng sẽ tự trả, còn tiền ăn uống đi lại đưa đón nghỉ ngơi và những cái chi phí bên ship này thì công ty bất động sản sẽ trả. Ví dụ như mà khách hàng đi qua cái công ty đó bảo lãnh và người ta sẽ escort mình thì những cái chi phí ở bên ship thì công ty sẽ trả cho khách hàng. Thì thường thông thường như vậy thì Hana sẽ gửi tất cả những cái bất động sản trước khi mà anh chị qua ship. Khi mà anh chị liên hệ với Hana thì Hana sẽ gửi tất cả các bất động sản tương đương với lại cái nhu cầu và cái tài chính mà anh chị tìm hiểu, thì Hana sẽ gửi hết cho mọi người. Thì mọi người, và kèm theo đó là Hana sẽ giải thích cho mọi người là cái bất động sản đó ưu điểm nhược điểm như thế nào, vị trí ra sao, cái giá như thế nào và tương lai như thế nào, giá lên giá xuống, thị trường cho thuê, tất cả các thứ thì Hana sẽ tư vấn hết cho mọi người trước khi đó. Và khi mà mọi người chọn được cái bất động sản đó rồi thì Hana sẽ xem là cái bất động sản đó là của công ty nào và nhờ cái công ty đó làm thư bảo lãnh và escort mọi người khi mà mọi người sang ship. Thì tất cả những cái chi phí ở ship thì công ty đó sẽ trả. Thì thông thường những cái chuyến đi như vậy gồm có 4 ngày 3 đêm thì mình sẽ đi xem những cái dự án của công ty đó, sau đó mình sẽ lên văn phòng gặp luật sư để tư vấn thêm một vài thông tin về định cư, rồi sau đó là mình sẽ đặt cọc để mà giữ cái nhà đó và sẽ ký một số giấy tờ với luật sư cũng như là giấy ủy quyền hoặc là BOA để làm hồ sơ xin thường trú. Thì ngày thứ ba, ngày thứ tư thì mình sẽ bắt đầu là đi tham quan, đi gặp cộng đồng Việt Nam ở bên ship và đi tham quan những cái danh lam thắng cảnh ở ship và giải thích cho mọi người, hoặc là đi tham quan bệnh viện hoặc trường học ở ship để cho mọi người biết thêm về cái đất nước mà mình, gia đình mình chuẩn bị đến ship để sinh sống và làm việc và học tập đấy.
Thì trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm như vậy thì mình sẽ vừa khảo sát được nè, vừa đặt cọc luôn. Thì thường cái tiền đặt cọc á thì mọi người sẽ cà bằng thẻ, bởi vì mình khi mà mình ra khỏi Việt Nam thì mình không có được đem quá 5.000 USD, mà thì thường những cái khoản tiền cọc này thì phải là 10.000 euro. Thì thường như vậy thì anh chị sẽ đặt cọc bằng cách cà thẻ. Hoặc là Hana sẽ ứng tiền euro của mình cho anh chị đặt cọc trước và anh chị sẽ chuyển khoản tiền Việt Nam lại cho Hana. Đấy, thì cái chuyến đi như vậy thì anh chị chỉ tốn cái tiền vé máy bay của mình thôi. Và trong cái quá trình mà mình mua bán ở bên ship mà mình đặt cọc á, thì trong cái trước khi mà mình đặt cọc á thì mình sẽ có một cái gọi là thương lượng giá. Thì khi mình thương lượng giá, mình có thể hỏi chủ đầu tư là người ta sẽ thanh toán lại cái tiền vé máy bay cho mình luôn, nếu mà có thể thương lượng được. Đấy, còn một vài cái dự án nó tốt đẹp và mình đã thương lượng được cái giá tốt thì thường á thì chủ đầu tư nó sẽ không trả lại tiền vé máy bay mà nó đã giảm giá cho mình rồi. Thì hy vọng là anh chị xem được cái video clip này và có nhu cầu tìm hiểu về định cư đảo Síp và muốn sang đảo Síp để khảo sát dự án thì mọi người cũng có thể liên hệ về cái thông tin mà Hana để trên màn hình này, để Hana tư vấn cho anh chị nha. Và bây giờ thì xin chào, bye bye.